Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với khu vui chơi giải trí Earth Life Freddy. Bạn nào có tiền mua giúp tớ bộ ba con sói này. Cháu ơi, tớ đam mê quá rồi. Cái con sói đầu tiên là cái con sói cướp biển này, và cái con sói ở bên tay phải này là con sói băng nha. Không phải là nó bị đóng băng ở trong tủ lạnh đâu, mà là nó có sức mạnh của băng đấy. Đừng có coi thường nó. Ngày hôm nay là nó quay trở lại đây, người ta cập nhật cực kỳ là nhiều nhân vật khác nhau này. Bây giờ là mình sẽ phải đi kiếm cho bạn coi đây. À đây đây đây, tự nhiên ở đây có một chỗ teleport, đi đâu Thành cũng không biết được. Thử xem nào. Ui, đi ra ngoài vũ trụ luôn kìa mấy bạn ơi. Oh my god. À, ở đây có một em Freddy, gấu Freddy, nhưng mà là gấu người ngoài hành tinh. Được rồi, đây, đây là gấu người ngoài hành tinh. Ui mấy bạn ơi, nhìn người ngoài hành tinh gấu này nghe có vẻ là ngầu những cái bồn cầu này. Rồi, bây giờ teleport. À, đây là người ngoài hành tinh. Trời ơi, nó định tới trái đất để nó phá hủy cả trái đất sao ấy. Mà chỗ nào cũng thấy súng luôn. Trên đầu thì có một cái đĩa bay này. Xong bắt đầu ở chỗ cổ này, chỗ vai này có một khẩu súng nữa. Ở trên tay cũng có một khẩu súng. Và ở lưng cũng có một khẩu súng. Và ở chỗ cái đeo thắt lưng cũng có một khẩu súng luôn. Nhưng mà ở chân thì lại không có súng. Đây 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 đây. Mỗi một cái góc nhỏ như này thôi, nhưng mà là có tận 3 con gấu Freddy luôn nhé. Ở trong cái đống rác này có một con này. Mở nó ra. Đây không phải là con gấu Freddy, mà nó là cái quái gì ở dưới đống rác ấy mà tao mậu à. Hình như là kim tiêm ra ấy. Mình ấn cơ mở được đâu. Không mở được thì lại đi vô trong lại. Đây, đằng sau bức tường này là sẽ có một con gấu Freddy. Nhưng mà là tao phải đấm cái bức tường này cho nó vỡ tung ra. Đấm bụp 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 bụp. Wow, có một con gấu húc đâu, con gấu húc đâu rồi, biến hình lên để cho đại ca xem nào. Con gấu thì nó giả ở hàng đây, gấu Freddy nhưng mà là phiên bản gấu. Ui ôi, có cả tóc luôn. Ờ đúng rồi nhở, người khổng lồ xanh là cũng có cả tóc, nhưng mà mỗi tội người khổng lồ xanh này nhìn nó buồn cười quá. Có một cái ngôi sao ở bên một cái tai của nó này, xong bắt đầu có tóc nhỉ, cơ bắp chả còn cuộn gì đấy, nhưng mà cơ thể ngực sọ mũi to như thế này nữa này thì nó mới giống. Rồi ở cái bên bồn rửa tay này thà cũng có thêm một em Mr. Ua ua ua. Đây như kiểu là gấu Freddy Hello Kitty, nhìn như kiểu là gấu đàn bà, gấu con gái luôn. Để mình thử xem nó hàng bao nhiêu này. Đây đây đây, gấu Floppa Freddy. Ui xạo. Cái gì sao mình biến hình mà đã đổ này. Đứng dậy bạn này. Đây 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 đây. Rồi mình sẽ chuyển sang cái khu vực này trước để nhìn cho nó sáng sủa. Chỉ có sáng sủa chứ tối không được sủa nhá. Chưa gì mà thấy hai thùng rác rồi. Ôi giời ơi, biến thành cái cơ thể con người cái. Chứ cái con gấu này đi chậm đấy nhở. Và ở trong này có cực kỳ là nhiều những cái máy đồ chơi này mẹ ơi. Ui, máy đồ chơi Haki Waki, máy đồ chơi gấu Freddy. Kinh dị đấy. Xem nào cái tên nửa này. Tên nửa này thì không bay được. Giờ à, đời đời đời, có một con gấu Freddy. Ui, con gấu này là cái con gấu hoa kia. Được rồi, ta sẽ mở nó xem nào. Gấu hoa đây, biến hình thành gấu hoa luôn. Wow, nhìn xịn xò phết đấy bạn ơi. Nhìn kiểu cái con gấu này nó sặc sỡ. Ở xung quanh người của nó có bông hoa này. Ui, móng tay móng chân của nó cũng có bông hoa. Đây là cũng gọi là con gấu BD, con gấu con gái rồi, nhưng mà nhìn nó sặc sỡ quá. Ok rồi, mình sẽ không bỏ qua một chi tiết nào cả. Đây kiểu như cái lớp học dạy môn hóa học sao ấy. Nhưng mà người ta bảo red blue cũng nhất lâu này, màu đỏ này, xong bắt đầu là đây đây, ta sẽ nhặt màu đỏ này cho vào đây nhá. Xong bắt đầu là nhặt màu xanh ra trời này. Ok, cho màu xanh ra trời. Xong bắt đầu là ui, có được không, có được không, có được không. Hình như là thằng ấn nhầm, thằng ấn nhiều quá nên là không được rồi. Cái tên kia tự nhiên đứng vào đây làm cái gì, đi ra. Lại đây mấy bạn ơi, màu đỏ này, xong bắt đầu là màu xanh này. Rồi cho màu đỏ ấy nha, phải đợi đợi từ từ. Rồi thằng vừa ấn màu xanh rồi, cho màu xanh ra trời vô. Xong bắt đầu là cho màu vàng. Ok, được chưa, được chưa, cho màu vàng vô. Lần này là được là cái chân của bạn kia đi ra. Wow, cô ơi, đây là thuốc biến người to lớn trở thành người tí hon. Ôi nhưng mà thằng làm ngược lại thì thằng có thể trở thành người to lớn không nhỏ. Tự nhiên nghịch ngu quá, đi vào đây pha chỉ thuốc thế là bây giờ biến thành người tí hon rồi. Tức nhất là mình sẽ đi ra chỗ khác, chứ cái chỗ này nghe có vẻ hơi bị nguy hiểm. Bây giờ là thằng sẽ sang khu vui chơi để tìm một con gấu Freddy. Nó có tên là gấu Freddy Thò. Nó là nó cầm ra cái búa tạo ra sấm sét. Bây giờ là nhảy hẳn xuống bên dưới này. Cái búa này là nó sẽ có ở đầu làm mình cũng không biết được. Mình chỉ biết là nó ở khu vui chơi thôi. Nhảy vô chỗ này. Ui giời ơi, người ta làm kính trong vắt quá, mình không biết mình. Ui các bạn ơi, nhưng mà bây giờ mình Betty quá. À kia 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 mấy bạn ơi, trước mặt kia là đã có cái quả búa của Tha rồi. Bây giờ tới gần, thằng mở khóa là thằng sẽ biến thành con gấu Freddy Thò. Ui, nhìn xịn chưa, một cái quả búa ở trên đống đá, xong bắt đầu nó phát ra một cái tia ánh sáng. Tia ánh sáng đây là tia sét đây. Từ từ mở nó ra đã.
rồi, mở ra là sáng chóe luôn. Và đây là gấu Freddy Thọ. Ui, kinh chưa, kinh chưa, mấy bạn nhìn kinh chưa? Đeo cái quả áo choàng màu đỏ xong bắt đầu là tay cầm quả búa. Bạn nằm nói lăng nhăng lên tinh là thằng sẽ đập búa bùm bùm bùm, xâm xét oánh vực cổng của nhà bạn đấy. Quá là ghê luôn. Mà bạn ơi, bây giờ thằng trở lại thành cái cơ thể bình thường rồi. Thằng không bị nhỏ nhỏ con như lúc đấy nữa, nhưng mà nhỏ nhỏ con nữa chạy lắm nhanh. Đây đây đây, tới cái gầm cầu thang này rồi. Bây giờ các bạn cứ lựa lựa nhá, đi vào đây. À, ghê chưa, ghê chưa? Đã nhìn thấy cái gì lên này chưa? Bên này kiểu như là mấy cái loa của boyfriend. Đúng rồi, kiểu như là đấu nhạc của boyfriend đây này. Chắc chắn là sẽ mở ra gấu Freddy boyfriend. Nhưng mà không phải các bạn ơi, mở ra con gấu trẻ. Wow, mở ra con gấu chú hề kinh dị luôn. Nhìn chất thực sự luôn đây. Những cái quả tai này đã biết là chú hề kinh dị rồi. Đi ra, cái tên trẻ trâu ấy, đi ra, tôi ăn thịt nó bây giờ. Ui, ui, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Không có mắt luôn nha, không có mắt, không có mũi mấy bạn ơi. Còn đúng cái bậc duy nhất thì tôi mong là thằng sinh nhảy thành công. Lên nào, ui giời, ui giời. Đã xong, đã xong. Ủa, ở bên dưới nhìn nó không tàng hình nha, nhưng mà nhìn bên trên này thì nó lại chả thấy cái gì luôn. Mờ tịt luôn bạn ơi. Đời 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 đời. Nó định lừa thằng, nó định lừa thằng. Ủa, ủa, oh my god. Rõ ràng nó nhảy được lên rồi. Thôi sao, mất bao nhiêu được công sức rồi. Wow, cuối cùng chúng đã sang được bên này rồi bạn ơi. Tèn tèn. Mấy bạn có biết thằng nhảy bao nhiêu lần mới sang bên này không? Chắc phải mười mấy mấy chục lần luôn. Thôi bây giờ cố gắng, cố gắng. Đây này này, ở đây có một đoạn đứt nha, không phải là chạy sang được đâu, nhảy sang thì mới được. Ok, cuối cùng thì đã mở được cái con gấu Freddy thiên thần. Nhưng mà cái thiên thần này nhìn nó hơi bị lạ nha. Thiên thần này nhìn nó không được trong sáng, nhìn nó cứ tối tăm kiểu gì ấy. Đâu rồi, lọ hàng bao nhiêu đây con thiên thần? Đây, nó là Flan again. Ok, biến hình luôn. Wow, oh my god, nó là thiên thần nhưng mà nhìn như kiểu là ác quỷ ấy. Đúng rồi, kiểu như là thiên thần tốt này, thiên thần xấu này. Thì cái con này nó là thiên thần xấu là cái chắc rồi. Nhìn cái quả cánh với cái quả mắt của nó là biết. Làm gì có thiên thần nào mà mắt này màu đỏ chét như thế này, rồi cái quả cánh màu như thế này. Ui, mà mấy bạn nhìn mới xem kìa, cái móng chân của nó còn phát sáng được ra cả màu đỏ luôn đấy. Đấy, bảo mê mấy con chó sói từ đầu, thế mà lại đi tìm mấy con gấu trước. Đương nhiên là phải đi tìm mấy con chó sói trước chứ. Ngay cạnh đây thắng có một cái con chó sói mà thắng không biết này. Đây này, chính là con Mafia Bot. Ui, ghê chưa. Cứ cái con chó sói nào mà đeo kính là nhìn nó ngầu. Cứ cái con chó sói hay con gấu nào đeo kính thì nhìn con nào cũng ngầu luôn. Bởi vì mà thắng đeo kính đen mà thì thắng nhìn trông cũng ngầu lốt. Đây, Mafia Bot này. Ở bên dưới còn có Mafia Fossi. Ô, có hai con Mafia luôn. Nhưng mà thắng sẽ biến hình thành con Mafia. Ui, đây là Mafia cảnh sát nha. Đeo kính rồi đeo cà la vạt, đội quả mũ này, kiểu như là thám tử điều tra đấy. Ở bên này cũng có một cái hay, thắng sẽ chạy sang cho mấy bạn coi đây. Đó là thắng sẽ cầm cái ngọn đuốc ở trên này, xong bắt đầu đi tới đâu là ngọn lửa nó sẽ tóe tới thằng đấy đó. Đây, ngọn đuốc này cầm nó lên. Ok, sao vẫn chưa cầm lên nhỉ? Hình như bây giờ mình đang là con sói là mình không cầm được ngọn đuốc sao ấy. Sói nó sợ đuốc, con người thì biết cầm được đuốc này. Ok, cầm ngọn đuốc lên. Ok, đã có ngọn đuốc rồi. Bây giờ ta mới phát hiện ra một bí mật, đó là để tìm được cái con chó sói lửa đó thì phải tìm ra một cái cánh cửa bí mật. Mà để mở được cái cánh cửa bí mật đó thì thằng phải cầm cái ngọn đuốc này. Cái ngọn đuốc này nó không phải là đơn giản đâu. Cầm sao bật ở đây, đặt ở đây, đúng cái chỗ này này, đúng cái gần con Squid Game này có cái nút màu vàng này, xong bắt đầu là sử dụng kích hoạt đó. Mấy bạn thấy chưa, thì nó sẽ lòi ra. Đây đây đây, nói ra một cái con đường lửa này, các bạn chỉ cần đi theo cái con đường lửa này thôi, nhưng mà nó có thời gian đấy nha. Đi vào nhanh không là cái cánh cửa này nó sẽ đóng lại là to luôn. Đây 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 đây, cái bàn tay của con. Ui, con Fossi lửa biến hình luôn. Công nhận là người ta làm ra nhiều nhân vật mới, nhưng mà để tìm vào nó thì cũng khó đấy. Nó đi tới đâu là lửa nó sẽ toát ra tới đó. Cái chỗ bàn tay cả lưng nó hình như bị cháy quá nên cứ đen 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 rồi. Cứ thấy cái cánh cửa là đi vô được. Đó, các bạn thấy chưa, thấy chưa? Đây là con chó sói gì đây? Fossi. Ui, chó sói này là chó sói điện sao này? À, con cáo nhỉ, quên mất các bạn ơi. Đây là con cáo chứ không phải là cái con chó sói. Quên, từ nay tới giờ thằng cướp bảo nó là cái con chó sói để xí nhục nó. Con Fossi là con cáo nhá. Rồi, đây phải không? Đây phải không? Đây, nó là con cáo điện. Đi ra bên ngoài thì cái con cáo này nhìn không đẹp, bởi vì là cái con cáo này nó là con cáo điện, nên là phải đi vô trong bóng tối thế nhìn nó mới sáng lại. Ủa, sau chân tay của nó, cái chữ của nó sáng mà mắt của nó không sáng.
đang nghe phải mắt nó sáng thì nhìn nó mới ngầu chứ giời ơi. Cái chỗ quan trọng nhất mà người ta lại không làm cho nó sáng thì nói chuyện gì. Đây, à, quên mất, không phải. Đây là nút ấn mở cửa. À, Mafia Percy. Ui, đây là con cáo Mafia tiếp này. Ok, biến hình luôn. Lúc đấy là mở được con cáo Mafia rồi, nhưng mà nó mặc áo trắng cơ. Còn bây giờ là nó mặc áo, quả áo màu đen đây này. Quả áo màu đen xong bắt đầu tay đi găng tay, đeo cà vạt màu trắng, đội mũ viền cũng trắng luôn. Nói chung là con này chả khác gì con Mafia lúc đấy, bởi vì bọn nó làm một mà. Bây giờ lại ghé qua Atrium, nhưng mà là phải lên tầng 3 cơ. Ui giời, cái con robot này lúc nào nó cũng ở đây làm cái quái gì biết. Các bạn nhỉ, bây giờ nó sẽ đẩy con robot này xuống. Xuống. Này, không xuống được bởi vì là nó có phanh rồi, nó có cảm biến rồi. Nó nhìn thấy thắng ở đằng sau muốn đẩy nó lên là nó phanh rồi nên là không đẩy được. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra chỗ cầu thang kia. Ôi, biến thành mấy con cáo hay là mấy con gấu này thì đẹp thật đấy, nhưng mà nó chạy chậm quá. Cứ phải trở thành con người, nó chạy nhanh để tìm nhân vật cho là dễ. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên tầng 3 này. Chế được cái cầu thang đẹp đang nhanh, người ta phải làm cái cầu thang tự động để cho thắng đi. Rồi, uầy. Các bạn đã nhìn thấy gì chưa? Ở trước mặt của thằng có một cái quả bong bóng kia kìa kìa. Nó cứ nhảy lên nhảy xuống. Bắt lấy nó. Được rồi. Và đây là em gấu Freddy. Nhưng mà phải gọi nó là gì nhở? Nó là gấu phép thuật à? Tại vì là nó được sinh ra từ một cái quả cầu cơ mà. Cái con gấu này thằng nhớ không nhầm là sẽ đứng ở cuối cùng luôn. À, đây rồi. Wow, em gấu phù thủy này nó đang bay luôn nha mấy bạn ơi. Đấy, tìm từ lấy tới giờ mới có được một cái em gấu đang bay. Người ngoài hành tinh gấu thì không bay, nhưng mà phù thủy thì lại bay được. Ok luôn, nhưng mà bay với cực kỳ là thấp luôn bạn ơi. Bay thấp tín luôn, cầm cái trượng xịn xò đấy. Trượng này không phải là trượng điện, nhưng mà nó lại đeo cái quả kính của cái con cá sấu Monty. Sao mà tai cũng có sao, có một sừng, hai sừng, ba sừng, bốn sừng. Sao nó lại bị cắm sừng nhiều như thế này? Chắc là nó yêu bốn người cùng một lúc xong bị bốn người cùng một lúc cắm sừng đấy mà. Nhưng mà từ từ đã, để chứng minh xem là cái con gấu này nó bay được thật thì thằng sẽ nhảy xuống đây. Nó chỉ bay được cách mặt đất khoảng là 2cm hay là 3cm hay là 4cm thôi. Còn đâu mà cao hơn nữa là nó không bay được.